Suy niệm lời Chúa thứ bảy tuần 3 mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế đứng từ đằng xa, vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Suy niệm. Thánh Luca cho biết Chúa Giêsu kể dụ ngôn này nhắm đến những người tự hào, tự cho mình là người công chính mà lại đi khinh chê người khác. Ông Pha-ri-sêu ấy nghĩ rằng ông được nên công chính nhờ những việc ông làm, nên sinh ra kiêu cạo mà còn khinh thường người khác. Nhưng ông quên rằng con đường đích thực để đưa đến sự công chính không phải là nhờ công trạng của chính bản thân của ông, mà là nhờ vào ân sủng của Thiên Chúa. Con đường này được Thiên Chúa vạch ra và hoàn thành qua con một yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Thế nên, Chúa Giêsu đã khẳng định, người thu thuế khi trở xuống mà về nhà thì được nên công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không. Thánh Gia-cô-bê cũng đã bảo, đức tin mà không có việc làm thì là đức tin chết. Việc làm ở đây không phải là điều kiện để được nên công chính, mà là hoa trái trổ sinh của ơn công chính đó, là dấu hiệu của đức tin đang sống sung mãn. Vì thế, chúng ta có thể nói như Thánh Phao-lô: nếu ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Sống lời Chúa hôm nay, mỗi ngày ta hãy dành thời gian để xét mình xem những việc tôi làm có phải là hoa trái của đức tin mình đã lãnh nhận hay không. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Amen.